Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Tử Vui TV. Và như vậy thì tháng 8 vừa rồi chúng ta đã chứng kiến cái sự kiện rất là hoành tráng của Samsung. Và họ đã cho ra mắt những cái sản phẩm, đó chính là Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 2, tai nghe AirPods mới. Wow, video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn về cái đối thủ của họ ở cái thế giới còn lại, đó chính là Apple. Và theo thông tin mình mới nhận được thì trong năm nay và trong tháng 9 thôi thì sẽ có tổng cộng là 2 sự kiện được ra mắt, và thêm vào đó sẽ có một cái sự kiện vào cuối năm nữa, sẽ thành là 3. Và hãy cùng mình đi phân tích xem là những cái sự kiện này thì nó có xảy ra đúng theo lịch của Apple đã định hay không, hay là những cái đồn đoán cho vui thôi, thì mình sẽ giải đáp cho các bạn ở trong video này nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi bàn về cái sự kiện đầu tiên của Apple trong tháng 9. Thì nó sẽ diễn ra đâu đó vào khoảng từ ngày 15 cho tới ngày 20 tháng 9. Và đây sẽ là cái sự kiện mà các bạn mong đợi nhất, hay người ta còn gọi là Apple Event đó, theo kiểu đó. Và mình vẫn chưa biết là năm nay Apple họ sẽ đặt tên cái sự kiện này là gì. Và ở trong cái sự kiện này thì chúng ta sẽ được chứng kiến sự ra mắt của bộ 4 iPhone 13 series, hay là iPhone 12 S series gì đó. Thì thực ra tới bây giờ thì cái tên gọi của nó các bạn vẫn chưa có thể xác định được là iPhone 12 S hay là iPhone 13 đó. Một số bạn thì nói số 13 xui nên là chắc họ không lấy đâu. Rồi, và tiếp theo đây chính là chúng ta sẽ có cái sự xuất hiện của Apple Watch Series 7 và AirPods 3. Thì với cái sự kiện này thì Apple họ sẽ tổ chức theo kiểu là online, và như những năm trước chúng ta đã xem rồi, đó chính là Apple họ sẽ quay hết tất cả những cái sản phẩm của họ về một cái bài giới thiệu, và sau đó sẽ phát trực tiếp ở trên YouTube và ở trên trang web của Apple. Thì đó sẽ là cách mà chúng ta có thể theo dõi cái sự kiện này của Apple. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng bàn về ba cái sản phẩm mà họ ra mắt trong sự kiện lần này. Ở đây thì mình sẽ tạm gọi nó là iPhone 13 series đi. Thì chúng ta sẽ không có một chút hy vọng gì về việc là nó sẽ thay đổi thiết kế. Và mình cũng đã nói rồi, mình cũng đã chia sẻ cho các bạn trong cái bài dummy về iPhone 13, thì nó sẽ có cái thiết kế như vậy và chúng ta sẽ không có thay đổi được nữa đâu. Và cái thứ mà chúng ta cần quan tâm đó chính là Apple họ sẽ thêm những cái tính năng gì vào trong cái chiếc iPhone trong năm nay, và đi kèm vào đó là những cái cải thiện khác, ví dụ về pin chẳng hạn, về sạc nhanh, hay là chúng ta sẽ có một cái sự chuyển đổi từ cáp Lightning sang USB Type-C và nâng cấp về camera. Đó sẽ là những thứ mà chúng ta quan tâm, và nó sẽ đi cùng với iOS 15 để các bạn có thể tiến hành trải nghiệm luôn. Rồi, tiếp theo đây chính là cái chiếc Apple Watch Series 7, và đây sẽ là lần tiếp theo Apple họ sẽ thay đổi cái thiết kế của cái chiếc Apple Watch này. Nói là lần thứ hai nhưng mà thực sự từ cái Series 3 cho đến cái Series 4 về ngoại hình thì nó vẫn là giống nhau, nhưng về cái phần mặt trước của cái phần màn hình đó thì nó sẽ có thay đổi một tí xíu. Thì với Apple Watch Series 7 thì sẽ là một cái thay đổi toàn diện hơn về cái kiểu thiết kế cũng như là về phần màn hình ở phía bên trong của cái chiếc Apple Watch này. Và thực sự thì mình đã thấy một số những cái hình ảnh leak và mình cũng đã cho các bạn xem rồi. Nó sẽ có một cái kiểu thiết kế vuông tương tự như là iPhone 12 đó. Nhưng mà mình vẫn chưa biết là Apple họ sẽ làm cách nào để cho cái chiếc Apple Watch Series 7 này khi mà các bạn đeo vào nó sẽ không bị tật cấn tay. Thì đây sẽ là cái điều mà chúng ta cần phải tìm hiểu trong cái sự kiện tiếp theo của Apple. Rồi, và cái sản phẩm thứ ba đó chính là cái chiếc AirPods 3. Và thực sự thì thông tin về cái chiếc AirPods này thì chúng ta cũng đã được nhận trong cái thời gian rất là nhiều rồi, thời gian gần đây, và nó đã bỏ lỡ một cái sự kiện lớn nhất năm vào năm trước về cái chiếc iPhone 12 Pro. Chúng ta đã không thấy một cái sự xuất hiện của một cái chiếc AirPods nào cả. Thì trong năm nay khả năng khá là cao thì chúng ta sẽ nhận được cái sự xuất hiện của chiếc AirPods 3, khi mà mình cũng đã có một cái video về mở hộp một cái chiếc AirPods 3 Fake, mình đã mở hộp cho các bạn xong. Thì cái chiếc này á, nó sẽ có cái thiết kế tương tự như vậy, và chúng ta sẽ nhận được một cái thiết kế tương tự như là AirPods Pro với một cái kích thước nhỏ hơn. Và mình nghĩ là với cái kích thước này thì có thể là cái thời lượng pin của nó cũng sẽ bị thấp hơn, tuy nhiên thì chúng ta sẽ có
một cái mức giá bán dễ chịu hơn với so với AirPods Pro, và nó vẫn sẽ sở hữu những cái tính năng cũng như là thiết kế tương tự như là cái chiếc AirPods Pro này. Rồi, và cái sự kiện tiếp theo mà mình muốn nhắc tới cho bạn, nó cũng sẽ được diễn ra vào tháng 9. Nếu như cái sự kiện đầu tiên được tổ chức đúng vào khoảng đầu hoặc là tuần thứ 2 của tháng 9 thì cái sự kiện thứ hai nó sẽ xuất hiện vào cuối tháng 9. Thì cái sự kiện này nó sẽ theo kiểu là Apple họ sẽ đóng cái trang web của họ vào một khoảng thời gian nào đó, và sau đó họ sẽ tung cái sản phẩm này ra. Hay còn gọi một cách khác đó chính là Apple họ sẽ ra mắt trực tiếp cái sản phẩm này, và chúng ta sẽ chỉ nhận được thông cáo báo chí thôi, chứ không có bất kỳ một cái clip hay là một cái event nào sẽ được diễn ra một cách online hay là offline cả. Thì đây sẽ là cái sự kiện để giúp cho Apple có thể ra mắt được cái chiếc iPad mini thế hệ tiếp theo. Thì nhắc về cái chiếc iPad mini này thì gần đây mình cũng đã có một cái tin về những cái tin leak về cái chiếc iPad mini 6 này rồi, và các bạn có thể nhìn ở trên màn hình thì nó sẽ có cái thay đổi thiết kế tương tự như là dòng iPhone 12 trở lên. Và tất cả những cái sản phẩm trong năm nay thì mình nghĩ là Apple họ sẽ tung theo cái kiểu thiết kế như thế này, vuông cạnh và sẽ làm cho máy vuông vức. Cho nên các bạn mình thấy cái kiểu thiết kế này thì nó cũng không có bất ngờ lắm về độ mới lạ, tại vì chúng ta đã thấy cái kiểu thiết kế này trên iPad Pro rồi, cho nên bây giờ mang xuống iPad mini thì cũng như vậy thôi. Rồi, ok. Và cái sự kiện thứ 3 trong năm nay sẽ được tổ chức vào tháng 10 hoặc là tháng 11. Nó sẽ diễn ra vào tháng 10 nếu như cái sự kiện, hai cái sự kiện đầu tiên mình kể nó diễn ra vào đúng thời gian. Còn nếu như có một số những cái trục trặc gì đó thì Apple họ sẽ dời cái sự kiện này qua tháng 11. Và ở cái sự kiện này thì mình cũng dự đoán là Apple họ cũng sẽ không có tổ chức một cái sự kiện hoành tráng ghi hình các thứ, mà cũng chỉ là thông cáo báo chí thôi để ra mắt một cái MacBook mới, một cái dòng iMac hoặc là MacBook mới. Thì đây vẫn là một cái điều mà chúng ta vẫn còn rất là mông lung, tại vì các bạn sẽ chưa biết là Apple họ sẽ ra mắt cái sản phẩm MacBook gì vào cái sự kiện này. Chúng ta đã có MacBook Air M1 rồi, iMac M1 rồi, chúng ta đã có những cái chiếc Mac Mini M1 đó. Thì bây giờ những cái sản phẩm khác, ví dụ như là MacBook Pro M1 thế hệ tiếp theo, thì đây là cái điều mà chúng ta đáng mong đợi. Và chúng ta sẽ coi thử là với cái chip M1 thế hệ tiếp theo này thì nó sẽ có cái sự bứt phá gì so với cái thế hệ trước đó. Rồi, ok, và như vậy thì mình vừa chia sẻ cho bạn về thời điểm diễn ra ba cái sự kiện trong năm nay của Apple, và mình cảm giác đó, nó cũng tương tự như là năm trước. Năm trước thì sẽ diễn ra hơi muộn một tí xíu là vào tháng 10, 11 và 12. Năm nay thì sẽ đúng hơn, đó chính là vẫn theo cái lịch trình của Apple là 9, 10 và 11. Thì trong 3 tháng này chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những cái thông tin mới, những cái sản phẩm mới của Apple, và điện thoại vui thì cũng sẽ tiếp tục làm việc để mang tới cho bạn những cái video mới nhất, những cái thông tin mới nhất về những cái sản phẩm tiếp theo của nhà tao nhá. Và các bạn cảm thấy sao về video lần này thì bạn hãy comment với mình ở phía bên dưới. Bạn mong chờ sản phẩm nào thì hãy comment với mình luôn nhé. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.